thương. Ngàn vì sao mong hay lệ khóc nhau đã buồn chết theo sau ngày vẫn sâu giống hoài chốn yêu cuộc Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là ở Edmonton, Canada. Hôm nay là ngày 30 Tết. Tôi đi chùa để gọi là tu viện Trúc Lâm ở Edmonton, Canada. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh. Please subscribe to support this channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Đây là mặt trước của chùa, của tu viện Trúc Lâm. Hôm nay có rất nhiều ca nhạc ở dưới lầu. Mùa lân, thầy làm lễ và phát quà cho Phật tử. Hôm nay bà con Phật tử đi rất đông quý vị. Đây là dưới lầu của chùa, giờ đang có công nghệ. Lát nữa mà ở trên lầu thầy sẽ làm lễ. Trong đây. Nhiều sáu chuỗi, quý vị nào thật thì có thể tới chùa để mua để ủng hộ chùa. Rất đẹp quý vị ơi, quá đẹp. Đây 10 đô quý vị. Cái này cũng ngồi đúng. Đẹp hơn quý vị ơi. Một bàn giải khát cho các Phật tử, trái cây, đồ ngọt, nước uống. Đây là các bác phụ làm ở sau bếp. Chùa cũng có bàn đồ ăn cháy, quý vị xuống chùa để ủng hộ chè các đồ phải. Rất là ngon mà quý vị. Cái này là mình cũng có ăn qua hết rồi.
Nó rất là ngon. Rất có nhiều Phật tử đang xếp hàng để mua. Cầm đồ cháy hay cho quý vị ơi. Bánh mì cháy. Gọi cuốn cháy. Rất nhiều quý vị. Bánh mì chỉ có 5 đô thôi quý vị. Còn bánh mì nước ngọt quý vị. Còn bún riêu nè, canh chua đủ loại quý vị ơi, quý vị muốn ăn cái gì cũng có. Bánh cuốn nhiều lắm, có 5 đô thôi quý vị ơi. Bánh này nhiều lắm, ít dưa nè. Ồ, ngon quý vị ơi, ngọt ngon lắm. Nem nè, quá đẹp, nhìn thấy hấp dẫn một quý vị. Bánh tét nhiều quá, chả đủ loại quý vị, chả Huế nữa nè. Rất nhiều quý vị ơi, rất nhiều chả. Kim chi cũng có nè. Dưa chay đủ loại quý vị ơi. Thập cẩm. Thank you.
Ninh. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, kính thưa quý đồng hương, bạn bè quý xa gần, có những vị đang trực tiếp hiện diện tại tu viện Trúc Lâm trong lễ đón giao thừa tối hôm nay, có những vị đang theo dõi online, dù quý vị trực tiếp hay quý vị đang trực tuyến online, lời đầu tiên chúng con xin thành kính chào mừng quý Tôn đức Tăng Ni, cũng như chào mừng tất cả quý đồng hương Phật tử tham dự lễ đón giao thừa tiền viện năm Quý Mão và chuẩn bị đón mừng năm mới Giáp Thìn 2024. Xin quý vị cùng chào đón, chuẩn bị chào đón năm mới tiền viện năm cũ bằng một tràng pháo tay thật lớn để mừng sự có mặt của chúng ta. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
tôi đứng